Vài ngày nữa, vườn dưa lưới của anh Nguyễn Tuấn Anh ở thôn 10, xã Kiến Thành, huyện Đắk Rơ Lấp sẽ cho thu hoạch. Theo tính toán, với diện tích 750m² như vườn dưa lưới này, mỗi vụ sẽ cho thu hoạch khoảng 2,7 tấn quả. Khi trừ chi phí, anh lãi trên 50 triệu đồng. Theo anh Tuấn Anh, để có được những quả dưa căng tròn và đều như thế này, thì việc áp dụng đúng quy trình kỹ thuật canh tác là điều kiện tiên quyết. Dù được trồng trong nhà kính, nhưng tùy thuộc vào từng giai đoạn phát triển của cây mà có biện pháp chăm sóc để đảm bảo dưa đạt chất lượng cao. Thời điểm này mưa nhiều, vườn dưa gần thu hoạch nên phải tập trung chăm sóc để quả đạt độ ngọt tiêu chuẩn. Cái đầu ra ấy, thì là những các mối ấy, thì không có thì thôi, có thì người ta khác tự tìm đến với mình. Đấy, cái đầu ra thì hầu như là nó là thị trường nó rất nhiều. Đấy, chủ yếu là cái chất lượng dưa của mình nó có đạt được loại 1, loại 2 hay không. Đấy. Còn dưa ấy, thì hầu như là cái số lượng để mình, cái kinh nghiệm để mình trồng ấy, thì mình phải học hỏi. Trước tiên là cũng là bạn bè cùng chia sẻ nhau trên Zalo rồi thì trên Facebook. Đấy, cái cây ví dụ nó có bệnh hoặc là nó có một vấn đề gì thì bạn bè trồng trước ấy, thì người ta cũng sẽ trao đổi kinh nghiệm, mình nên mua cái này, mình nên mua cái kia. Đấy là cái kinh nghiệm của nhà vườn với nhau. Đấy, rồi thì có nghĩa là nó cũng do mình phải để ý đến cây thôi. Đấy, có nghĩa là có bệnh tật hay như nào mình phải biết khi nào cây là nó cần cái thuốc gì hoặc là nó cần cái thiếu cái gì thì mình không biết thì mình bạn bè khác chia sẻ cùng mình để mình được cái hiệu quả là có là đạt cái số lượng loại 1 hoặc loại 2 nó chuẩn hơn. Anh Tuấn Anh cho biết cây dưa lưới phụ thuộc hoàn toàn vào kỹ thuật chăm sóc, quá trình sinh trưởng phải thường xuyên theo dõi, tỉa lá giả úa, kiểm tra dinh dưỡng, quan sát sự phát triển để điều chỉnh cách chăm sóc cho phù hợp. Nông dân phải tự thụ phấn thì tỷ lệ đậu quả mới cao. Việc lựa chọn giống cũng rất quan trọng. Kinh nghiệm trồng cho thấy giống dưa Nhật thích hợp với điều kiện tự nhiên Đắk Nông. Trước tiên là cái giống của nó cũng phải quan trọng. Cái giống là trước tiên là như mình trồng vụ này là vụ thứ hai, thì mình thấy cái Matsu 66 này hầu như là cái khí hậu của mình là nó đạt. Thế còn thời tiết thì nên là càng có nắng thì cây hấp thụ nó càng tốt hơn. Đấy, còn về để mà nó mưa thì không, cũng không nói trước được điều gì cả. Cũng nhiều vườn thì mình cũng lên mạng rất nhiều, và nhiều vườn thì cũng đến được thu rồi, cách khoảng 2-3 ngày thôi thì cây tự nhiên là nó cũng héo hết à. Đấy, quả thì không đạt độ ngọt rồi thì cũng héo tự nó chết, thì đương nhiên cái đấy thì cũng do là mình nữa, không, một là không chủ quan. Đấy, mình phải thường xuyên là xem cái gốc nó như thế nào rồi cái bệnh tật để mình xử lý cho nó kịp thời. Ông Lê Huy Hồng ở thôn 5, xã Kiến Thành cũng đầu tư trồng dưa lưới với diện tích 500m². Khoảng 10 ngày nữa, vườn dưa của ông Hồng sẽ cho thu hoạch với sản lượng ước đạt khoảng 2,2 tấn. Dù là vụ đầu tiên trồng dưa lưới, nhưng ông thấy rất khả quan. Sau khi thu hoạch xong, sẽ cải tạo đất, mở rộng thêm 500m² trồng vụ tiếp theo để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Về cái kiến nghị ấy, thì nhìn chung các cái hộ bây giờ kiến nghị thì các cấp hội là hiện tại giờ cái đầu tư cái nhà dưa lưới này là rất cao, mà vốn liếng thì của gia đình thì nó cũng có hạn, rồi cộng với ngân hàng, cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là muốn các cấp hội là có thể là có cái nguồn vốn nào đó hỗ trợ bà con nông dân trong cái quy trình trồng dưa lưới này, bởi vì là làm cái này nó rất khắt khe và đầu tư nó hơi bị nhiều, nên nhiều gia đình giống vốn cũng chưa đủ. Thì đề nghị các cấp hội là có cái nguồn vốn nào để cho bà con, hỗ trợ cho bà con để bà con phát triển rộng rãi hơn. 5 lần, 6 lần tới. Ông Hồng cũng như nhiều nông dân cho biết, muốn có quả dưa lưới đạt chất lượng thì phải trồng trong nhà kính để kiểm soát tốt nhiệt độ, độ ẩm, ngăn chặn côn trùng gây hại, đồng thời giảm chi phí thuốc bảo vệ thực vật, đảm bảo an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe cả nông dân lẫn người tiêu dùng. Để vườn dưa phát triển tốt, đạt năng suất cao, khâu làm đất cần xới tơi, phơi nắng, bón lót phân hữu cơ hoai mục khoảng 2 đến 3 tuần thì xuống giống. Đất làm thành luống, mặt luống phủ màng ni lông để ngăn cỏ dại và giữ ẩm. Khi đậu trái thì mỗi cây chỉ chọn một trái đạt yêu cầu để lại. Các trái còn lại cắt bỏ, kết hợp cắt chồi, tỉa lá gốc tạo sự thông thoáng cho gốc dưa. Xuất phát từ cái đó thì chuyển đổi cơ cấu cây trồng thì đầu tiên là mình phải chọn được một cái giống tốt. Cái thứ hai nữa là khâu xử lý đất, rồi nhà màng, rồi là nói chung tất cả mọi mặt khâu chuẩn bị cho cây dưa khi phát triển thì là phải kỹ.
cái giống dưa này thì hiện tại giờ là giống dưa này là cái giống của Nhật Bản, mà yêu cầu của thị trường rất khắt khe. Về nguyên tắc của cây dưa này thì từ đầu cho đến khi mình trồng được lên như này thì chấp nhận phải công nhận cái quy trình sản xuất theo của bên người ta thu mua, thì đảm bảo được cái giống này khi xuất ra thị trường thì thị trường chấp nhận được tốt. Để hỗ trợ nhau trong trồng dưa lưới, anh Tuấn Anh, ông Hồng cùng với ba nông dân liên kết với nhau thành lập tổ hợp tác. Các thành viên trong tổ thường xuyên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật, liên kết chặt chẽ trong tìm kiếm thị trường tiêu thụ. Lượng nước của một cây này là bình quân nó khoảng từ 600ml, 800ml trên một cây trên một ngày thì là đạt yêu cầu của cái lượng này. Còn sau khi mà dưa đã lên được mà vào lưới rồi ấy, độ tổng hợp thì ta sẽ giảm lượng nước, giảm lượng thời lượng tưới và lượng nước giảm, nhưng mà công thức phân thì phải tăng lên để nó đạt với cái tiêu chuẩn của trái dưa khi mà xuất ra thị trường thì nó đạt khoảng độ đường của nó khoảng độ 1.5 trở lên, 1.3 đến 1.5 là đạt yêu cầu với cái độ ngọt của trái dưa. Nhưng mà cái khi mà anh tạo độ ngọt mới lại mắt lưới màu nó, cái anh có tăng thêm cái nguồn phân gì không? Có chứ, phải tăng cái thêm cái phân gì vào không? Vẫn, để cho nó không, tăng không, tăng cái độ cũng, ngọt cũng cái phân nó như thế, nhưng mà tỷ lệ của nó phải tăng lên. Ví dụ đang mình tí tưới cái tốc độ EC của nó là 1.5 thì cái đó là hôm bắt đầu tạo ngọt thì phải là tới lên 1.7, thì nó cái lượng phân nó cũng phân đó thôi, nhưng nó tăng lên, cái hàm lượng nó tăng lên thì để đảm bảo cái độ ngọt khi mà xuất ra thị trường thì thị trường chấp nhận được. Chứ còn nếu mà thị trường không chấp nhận thì không đủ vụ ngọt thì tất nhiên nó sẽ bị đánh thấp và đưa vào cái nước ép. Thôn Năm, xã Kiến Thành, huyện Đắk Rơ Lấp hiện là địa phương có diện tích và số hộ đầu tư trồng dưa lưới nhiều, với quy mô diện tích hơn 5.000 m2 nhà kính. Quả dưa lưới hiện rất được thị trường ưa chuộng. Cây ngắn ngày nhưng giá bán khá cao nên nhiều nông dân đã mạnh dạn đầu tư mở rộng diện tích. Cây dưa lưới đã và đang mở ra hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp ở địa phương. Đây cũng là cơ hội giúp cho nông dân học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận với kỹ thuật công nghệ tiên tiến để tạo ra sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, việc trồng dưa lưới trong nhà kính cũng có những khó khăn nhất định. Đó là vốn đầu tư tương đối lớn, việc phát triển mô hình trồng dưa lưới đòi hỏi kỹ thuật chăm sóc phải tỉ mỉ. Người trồng phải biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất mới có thể thành công. Đầu tư vốn của các hộ ấy, thì nói chung là nhiều. Nếu làm một sào thì nó cũng phải mất vài 300 triệu đấy. Đấy, giống vốn như nọ kia, đấy là cái vốn ban đầu nó như thế. Thế còn nếu thuận là thu 3 nữa thì người ta mới đủ vốn. Thế còn cái yêu cầu của các hộ thì nói chung là tôi ngồi với các hộ rồi. Đấy, thì để làm sao mà bên hội nông dân huyện rồi tỉnh quan tâm đến vấn đề này để phát triển nhân rộng cái mô hình dưa lưới để trong toàn tỉnh và trong huyện Đắk Lấp, thôn Năm nói riêng. Đấy, thì trong cái hỗ trợ này thì bây giờ là bên hội nông dân tỉnh huyện nọ kia rồi thì là hỗ trợ thêm bà con cái vốn. Đấy, để cho có bà con như vậy là tuy rằng nhưng mà các hộ đây đầu tư ra cũng cả một vấn đề nhá. Đấy, để mà làm cái này thì giờ nhiều hộ cũng còn đang thiếu cái vốn này, thì mong hội các hội nông dân tỉnh huyện xã nói chung là quan tâm đến các hộ để phát mình nhân rộng cái nhiều cái mô hình nữa. Không chỉ tại Kiến Thành, hiện nay cây dưa lưới đã phát triển tại nhiều địa phương như thị trấn Kiến Đức, xã Đạo Nghĩa với diện tích gần 1,5 hectare. Các mô hình trồng dưa lưới đều đang phát triển tốt và cho lợi nhuận khá, khoảng 150 triệu đồng một sào một vụ, cao hơn hẳn so với trồng các loại cây công nghiệp như cà phê, hồ tiêu. Dưa lưới trồng trong nhà kính mỗi vụ chỉ kéo dài 4 tháng, nên mỗi năm nông dân có thể trồng được 4 vụ. Sau 2 năm kể từ vụ dưa lưới thử nghiệm, hiện nay hầu hết người trồng dưa lưới đều đã có kinh nghiệm sản xuất, nắm vững kỹ thuật canh tác cũng như hiểu rõ thị trường tiêu thụ.